Hello mọi người, hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi Anon, Long Biên, Hà Nội. Đây, partner của mình ngày hôm nay đi chụp ảnh quá trời. Mình lôi đi làm mẫu quá trời rồi. Cái giờ chết à. Cái giờ cho đi ăn món cho mát. Đây là lối vô Anon nè. Thường thì ở đây là mọi ngày là cuối tuần là đông lắm, là full xe luôn, nhưng mà đợt này là do dịch đó nên là cũng ít người đi rồi. Đây là cổng số Anon. Giờ vô sẽ phải sát khuẩn nè. Mọi người nhớ đeo khẩu trang nhé. Ôi vô đây thấy mát lạnh rồi đó. Trời ơi, Hà Nội này nóng vãi chưởng luôn các bạn. Wow, đây là vô trong khu vực Anon. Quay đồ Nhật nè. Rồi, để tôi xách cho. Rồi, yeah, để xách cho. Đi vô quầy gì? Cảm nhận sau khi đi chụp ảnh nắng xong rồi vô đây cảm giác thế nào nè? Trời ơi, sorry, 129k. Khu này là khu rau này, organic healthy nè. Là trồng rau sạch đó, khu rau sạch organic healthy, tốt cho sức khỏe. Nha Đam, đây. Mình kiếm ở Hà Nội chắc chỉ có Anon mới có Nha Đam rồi các bạn. Đi chợ không có. Pixie có luôn hả? Mình chưa đi Pixie. Ở Hà Nội là kiếm Nha Đam không ra ở chợ đâu nha mọi người. Mình muốn nấu Nha Đam đường phèn nhưng mà mình đi chợ nhiều lần rồi không có. Nên là bữa nay bạn đẹp gái này dẫn mình đi Anon. Dân. Cần tây nè. Nhưng mà cái này ở đây không trồng đấy, sao mà để nó dập quá ta? Đúng rồi, cái này ở trong Sài Gòn tươi lắm. Cái này nhập từ là về Hà Nội không có đâu. À. Chứ bay của Hà Nội bé xíu à. Để người ta không biết trồng ấy. Thế rồi. Cần. À. Đây là qua bên kia. Lối vào. Hay là lát qua kênh một thải luôn. Cái này phải cân trước. À. Thấy bình thường vô đây đông không? Bên này đỡ hơn rồi. Bình thường vô đây đông lắm, mỗi tuần đông lắm. Nhớ ơi, cái này chơi lấy đồ đi. Ok, để xách cho. Ok, được rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây là cái bản mặt của mình à. Bản mặt của mình đi khi đi siêu thị đây. Đây là khu xung quanh Eno nè, khu đồ khô nè. Trời ơi, trà sữa, khu nước ngọt nè, khu nước ép sữa nè. Khu này khu phô mát nè, khu phô mai nè, bánh trái phô mai nè, chứ là khu này khu đông lạnh nè, đông lạnh đồ đóng hộp. Hồi xưa hay tự làm bánh bao, giờ cái người ta làm sẵn rồi hả, đông lạnh luôn, về chỉ việc hấp là chín rồi. Đây bỏ đây má ơi. Này ở đây mới có, ở bên đó không có. Nói chung là ở Hà Nội này đi mua đồ xa hơn Sài Gòn. Sài Gòn bước ra cửa là đầy đầy siêu thị rồi. Đây, hôm nay các bạn sẽ cảm nhận được đi theo chân phụ nữ đi chợ, đi siêu thị. Hôm nay nói xấu phụ nữ ha. Chợ là phải có con trai. Các bạn sẽ thấy phụ nữ đi chợ có rườm rà hay xử lý có công cần không? Đàn ông là kiểu mì gói cũng sống. Cái gì sống, đi ăn tiệm cũng sống. Phải không? Này phải mấy loại, là ví dụ đậu xanh tròn này, đậu xanh nhỏ này, đậu xanh bình thường này đó. Hello, nhiều loại. Không, nhưng mà bánh bao này là bánh bao mini mà. Thì ví dụ như là hôm nào ăn hết cái bánh to thì chúng ta chuyển sang bánh bao mini. Hôm nào mà đói thì chúng ta ăn bánh bao này. Ok, hiểu. Công nhận là con người của gia đình nữa ha. Nội trợ. Mấy cái màu sắc này thì em trai sẽ thích kiểu à. Mấy cái màu sắc này thì thằng em trai sẽ thích, ví dụ như cái thỏ như vậy. Nhưng mà cái này thì thường cháu gái sẽ thích hơn này. Ờ à, đúng rồi. Con trai thích mạnh mẽ hơn. Chịu, tôi không thích bánh bao. Daily food, thực phẩm hàng ngày. Đang mất công 360 cái tiền thẻ đi shopping luôn.
Trời ơi, khu này là khu sữa nè. Khu... Hả? Không. Ôi, cái xe này hay quá vậy. Cái này đẩy, cái đá này nó 3 tầng. Mình đã mua được một giỏ nè. Oh. Oh my king. Cái này là phô mai chiên. Phô mai nhiều cũng mà. Bánh này nó giống bánh gì của mình ta? Giống bánh kẹp của mình á, giống bánh xếp của mình á. Chọn cái gì? Chọn hàng khuyến mãi đầu tiên á. Vai. Mãi 2 tặng 1. Một gói 45.000. Không, 45 hay 24? 45.000. 24, 24 cứ cơ vô. Không. 24 rồi má ơi. 24. Phải không? Sao nó chán ngược ta? Chắc là 24k. Mua 2 tặng 1, 24 là 54.